Xin chào mọi người. Mọi người bỏ ra một ít thời gian để cho xem em giới thiệu về cái loại thực phẩm chức năng nha. Đây, đây là cái thực phẩm chức năng giúp giảm cân hiệu quả và hỗ trợ tốt cho đường tiêu hóa nè mọi người. Bên đẹp hiện tại là bên em, cái dòng bên em là mới về luôn, mới vừa cập bến luôn. Cái gói thực phẩm chức năng này nè có giá là 600 nghìn nha mọi người. Đây, 600 nghìn, nhưng mà hiện tại là trên trang bay của em đang được giảm 10%, là chỉ còn 540 một hộp như thế này thôi. Nhưng mà khi mọi người mà vào website cocomon.vn đăng ký làm thành viên mua hàng thì sẽ được giảm ngay 20%, mà chỉ còn 480 thôi ạ. Và cái lần đăng ký website đầu tiên thì mọi người sẽ được nhận 50.000 vào tài khoản mua hàng nha. Đây, cái này là hộp thực phẩm chức năng, bên trong của nó đây. Một hộp như vậy là có 30 gói bên trong nha mọi người. Và một gói như vậy tương đương với 6 gram mà. Mình uống cái này nè. Uống cái này rất là tốt luôn, đi sẽ rất là mình đi là rất là tốt, nóng nóng trong người nè, ăn nhiều đồ đầu dầu mỡ á khó chịu khó tiêu thì mình dùng cái này rất là tốt luôn nha. Đây, thành phần của cái thảo dược, ở thành phần của cái thực phẩm chức năng này là hoàn toàn từ thảo dược nha mọi người, nên mình không có sợ bị ảnh hưởng tới sức khỏe này, hay là bị các tác hại khác nha. Còn giờ em thấy hiện giờ người ta uống cái mấy cái loại thực phẩm ở mấy cái loại thuốc giảm cân á, không rõ nguồn gốc á, thì dễ sau này dễ có hệ lụy sau này là cái biến chứng rồi rất là nhiều nha mọi người, ảnh hưởng đến sau này á nha. Còn đây, đây là cái loại mà làm hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên luôn nha, 100% thảo dược thiên nhiên không gây ảnh hưởng tới sức khỏe mình ạ. Hiện tại là trên chân bay đang giảm 10% là còn 540 nha mọi người. Mà mọi người mà vào website cocomon.vn đăng ký làm thành viên thì chỉ còn 480 thôi. Cái này nó rất là dễ dùng nha mọi người. Mình chị em nào mình không có thời gian mình ra tiệm mình làm nail á, mình có thể làm tại nhà nha. Bên em có rất là nhiều mẫu. Nếu mà mọi người mua hàng thì em sẽ gửi mẫu.
Mình mua hàng để mình được tặng thêm cái miếng nhân móng như thế này nha. Cái miếng này mọi người thấy không? Chưa tới 1 phút nữa là em đã dán xong rồi. Rất là xinh luôn ạ. Mình nhanh tay mua hàng để mình được tặng thêm cái quà tặng ưu đãi và xinh xinh như thế này nha mọi người. Chị em nào á, mình có nhu cầu mình làm cộng tác viên bên em á, thì inbox vào trang bay giúp em nè. Bên em cũng luôn luôn tuyển sĩ nha mọi người. Inbox vào trang bay Cocomon. Hotline 0909 7809 94 7808 94 giúp em nha. Trời, cái móng xinh. Còn chị em nào nữa mình có thời gian rảnh á, thì mình qua bên cái cửa hàng của bên em là 187 Tôn Giật Tiên, phường Tân Phong, quận 7. Bên em đang có hiện tại đang có chương trình massage và xoa da miễn phí. Nếu mà chị em nào mà mình có nhu cầu á thì mình qua để mình trải nghiệm thử để mình biết được cái tình trạng da của mình được rõ hơn nha. Biết được da của mình là rồi mọi người sẽ dùng được cái mỹ phẩm là nó phù hợp với cái loại da của mình á, sẽ giúp được cải thiện được cái làn da của mình nè. Thật sự rất là có lợi luôn, bên em hoàn toàn là miễn phí chứ không có thu lợi thu 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 phí gì hết nha mọi người. Nên mà mọi người mà cứ có thời gian thì mọi người cứ qua trải nghiệm thử đi ạ. Thì em xin nhắc lại là cái thực phẩm dưỡng cân bên em hiện tại có giá bán là 600 nghìn. Nhưng mà khi mà mọi người mà giàu 600 nghìn mình mà mua trang